Người bị thôi miên có cần phải thật sự tập trung không anh? Người bị thôi miên thì cần tập trung tuyệt đối và tập trung sâu sắc hơn mức bình thường, chứ không chỉ là cần sự tập trung thông thường. Tuy nhiên thì mọi người hay bị hiểu nhầm về sự tập trung. Tập trung không phải là bây giờ anh Tuân đang nói này, em phải tập trung nghe anh nói, tập trung nghe anh nói, tập trung nghe anh nói. Đấy không phải là sự tập trung tuyệt đối đâu nhé. Sự tập trung tuyệt đối ở đây ấy, tập trung ở đây nó có trong thôi miên ấy, thì anh coi cái sự tập trung này, tập trung ở đây ấy, là khi mà em buông lỏng cơ thể của em buông lỏng cái thằng tâm trí của em ra, em thả lỏng toàn bộ cơ thể. Sau đó thì em cho phép cái lời gợi ý đi vào trong đầu của em. Cái việc em tập trung ở đây không phải là tập trung vào những câu lệnh, mà là trong trạng thái thôi miên thì cái thứ duy nhất em tập trung được ấy, đấy chính là trạng thái thả lỏng và thư giãn. Trong đầu của em chỉ duy nhất có một ý niệm thôi, đấy chính là thả lỏng, thư giãn và thoải mái. Thế thôi. Chứ không phải là tập trung vào lời anh nói đâu nhé. Tập trung vào lời anh nói là không vào được thôi miên đâu. Chỉ có tập trung vào việc thả lỏng và thư giãn thôi. Và buông lỏng, cho phép những cái lời gợi ý nó xảy ra thôi.